Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo đề tài Giáo hội gian ác. Trên đời này chẳng có tôn giáo nào cao hơn lẽ thật, vì lẽ thật là chân lý hằng cửu. Cũng chẳng có tình nào cao đẹp hơn tình người với người, chứ không phải chỉ yêu Thiên Chúa, trà đạp con người như các tu sĩ của Vatican. Cả cái thế hệ tu sĩ của Vatican là một tổ chức vĩ đại của những kẻ đạo đức giả. Chúng dựng lên thần linh quái đản là Thiên Chúa ba ngôi, rồi nhân danh thần linh để khủng bố loài người và giết hại trên 200 triệu sinh mạng vô tội trong vòng 6 thế kỷ, 16 thế kỷ qua. Họ là cha đẻ ra các tai họa khủng khiếp cho loài người qua các chế độ nô lệ, chủ nghĩa diệt chủng Do Thái, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa kỳ thị phụ nữ, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc và thậm chí cả chủ nghĩa cộng sản. Năm 1917, Vatican đã viện trợ cho đảng Bolshevik của Lenin 660 triệu đô la, trị giá bằng nhiều tỷ đô la ngày nay, để cộng sản lật Nga hoàn và diệt chính thống giáo cho Vatican. Người Tây phương có quá nhiều kinh nghiệm về Vatican nên đã gọi đó bằng một danh từ rất tượng hình của nhiều ý nghĩa, đó là con bạch tuộc của Đức Chúa Trời. Sở dĩ mọi tổ chức tội ác còn tồn tại trên thế giới này ngày nay là vì cái đầu của con bạch tuộc là Vatican vẫn còn tồn tại. Chỉ khi nào cái đầu của con bạch tuộc chết đi thì cái vòi của nó là các thứ chủ nghĩa tội ác mới thật sự bị tiêu diệt. Tất cả các cuộc chiến đấu của nhân loại ngày nay chỉ quy vào một cuộc chiến đấu duy nhất, đó là cuộc chiến đấu của những người thiện lành chống lại những thế lực tội ác do Vatican ngấm ngầm lãnh đạo. Con bạch tuộc khổng lồ Công giáo La Mã cũng là đầu não của mọi hình thức khủng bố, tòa án dị giáo với các dàn họa thiêu sống con người, bắt cóc ban đêm và đủ kiểu tra tấn hết sức dã man không xiết kệ. Muốn hiểu tòa án dị giáo của Vatican kinh khủng như thế nào, xin hãy đọc The Inquisition, Hammer of Heresy của Edward Bunman, 254 trang. Ngay trang đầu của cuốn sách, tác giả viết: tòa án dị giáo đồng nghĩa với khủng bố, bắt người ban đêm và đủ thứ tra tấn. Nó cũng được mô tả trong The Beast and the Pendulum của Edward, trong kịch opera của Đông Alhambra, trong những chuyện kinh dị của Gelber, Sullivan, Verdi và cả trong thơ của Tennyson. Qua 16 thế kỷ gieo rắc khủng bố cho loài người, tội ác trồng chất của Công giáo La Mã đã cao ngất như núi, đã đến lúc cái giáo hội của tội ác này phải đền tội và phải chết. Mới đây, nữ tu sĩ Angela là người đứng đầu hệ thống truyền hình Công giáo Mỹ Eternal World Television Network, có 55 triệu khán giả tại 38 quốc gia có hệ thống tiếp vận của nó, đã tuyên bố trong một thoát sâu rằng thế giới Công giáo không thể tránh khỏi đại hạn, thảm họa. Ngày tận thế của nó chỉ trong tầm tay. Mọi người Công giáo đều tin rằng thế giới này sẽ có ngày tận thế, nhưng họ đã lầm. Thế giới này vẫn muôn đời tồn tại, chỉ có cái giáo hội khốn nạn của họ phải đến ngày tận số mà thôi. Hòn đá tảng Phêrô đang biến thành bùn, và cả tòa lâu đài Vatican đang lún xuống bùn dưới sức nặng của tội ác cao như núi đang đè lên đầu của nó. Cái chết vô cùng nhục nhã của nó đang đến và phải đến trong những năm của thế kỷ 21. Cả thế giới còn lại sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã vứt đi được cái ung nhọt cương mũ trên cơ thể nhân loại ròng rã trong hơn 16 thế kỷ qua. Tính từ ngày Công Thay Tin để ra nó vào đầu thế kỷ thứ tư, cả loài người thiện lành sẽ từ đây ung dung bước đi chững chạc vào một trật tự thế giới mới trong ánh bình minh đẹp
vô cùng của thiên nhiên, kỵ thứ ba. Khi con bạch tuộc của Chúa Trời không còn nữa, tất cả loài người sẽ giành lại vườn địa đàng của mình là trái đất này, để kiến tạo cuộc sống thanh bình hạnh phúc cho các thế hệ con cháu đến muôn đời. Thượng Đế, chữ Thượng Đế nói đến đây không cùng nghĩa với tín đồ Kitô giáo gọi, chứ không phải Jehovah, con bò eo, đã, đang và mãi mãi tiếp tục kiến tạo vũ trụ hoàn toàn trong thinh lặng. Ngài đã mặc nhiên trao trái đất này cho toàn thể loài người chúng ta với lòng yêu thương vô hạn của Ngài. Thượng Đế yêu thương loài người nên chẳng bao giờ Ngài muốn làm khổ con người. Chỉ có quỷ mới muốn làm khổ con người nên suối bày con cái của nó là công giáo, gieo rắc đủ thứ tai họa cho loài người mà thôi. Chẳng có tôn giáo nào do Thượng Đế tạo ra mà tất cả đều là sản phẩm của con người. Tôn giáo chỉ có thể là chính đáng khi nó thật sự phục vụ con người. Mọi thứ tôn giáo nhân danh Thượng Đế trà đạp con người đều là tà đạo của Satan, rồi phải bị tiêu diệt. Thánh linh của Thượng Đế cũng như Phật tính đều có sẵn trong tâm linh của mọi người chúng ta, đúng như lời Phật dạy, Phật tại tâm. Các thứ Phật hay Chúa trong các chùa và các thờ đều thờ là đồ giả. Vì thế nên một hôm trời lạnh, một vị thiền sư bảo đệ tử đem cái tượng Phật bằng gỗ trẻ làm củi do các tu sĩ của các tôn giáo tạo ra để lừa bịp con người. Đỉnh cao của mọi thứ đạo đức thật sự là lòng yêu thương, sự thật, tình yêu thương dàn trải giữa mọi người với nhau là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu trên cõi đời này. Đó là thiên đàng duy nhất có thật, chứ chẳng có một thiên đàng nào khác. Loài người làm khổ cho nhau do lòng tham lam, ích kỷ và địa ngục duy nhất có thật, chứ cũng chẳng có một địa ngục nào khác ở ngoài thế gian này. Các tổ chức giáo hội là nguyên nhân gây ra thảm họa cho loài người chúng ta. Giáo hội tạo ra những ốc đảo tôn giáo chia rẽ con người. Các ốc đảo tôn giáo đó tranh chấp nhau để giành tín đồ, nhằm tụ kè bè kết đảng, không ngoài mục đích củng cố quyền lực cho các tu sĩ lưu manh của nhiều tôn giáo, chứ cũng chẳng riêng gì của công giáo La Mã. Cả ba tôn giáo Phật, Khổng Lão đều đã du nhập vào nước ta gần 2.000 năm qua, mà dân tộc Việt Nam không hề coi ba tôn giáo đó là ngoại lai. Cả ba tôn giáo với các chủ trương đối nghịch nhau đã hòa làm một trong lòng dân tộc mà thường gọi là Tam giáo đồng nguyên. Sở dĩ cả ba tôn giáo Phật, Khổng Lão đã hòa đồng một cách tốt đẹp như vậy là nhờ vào yếu tố của ba tôn giáo đều không có giáo hội. Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tăng sĩ Phật giáo bắt chước Công giáo thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Như vậy, Phật giáo hình thành như chủ trương đi vào con đường thế tục cũng như Vatican từ đây. Ban biên tập xin phép tác giả bỏ một trang vì thấy thiếu sử liệu. Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn luôn phục vụ quyền lợi ngoại bang và đàn áp tôn giáo là một động lực thúc đẩy nhiều người Phật giáo tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Để chống lại Công giáo, đối với nhiều người Phật tử thì Công giáo nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần các tổ chức cộng sản. Công giáo là yếu tố khiến cho chiến tranh Việt Nam kéo dài và càng ngày càng thêm thảm khốc. Giáo hoàng John 23 ủng hộ việc lật đổ và tiêu diệt chế độ Ngô Đình Diệm, vì cho rằng chế độ Diệm đã đe dọa phá hoại chính sách hiệp thông của Vatican. Giáo hoàng John 23 đã chính thức gửi văn thư mắng nhiếc Ngô Đình Diệm năm 63 về tội đàn áp Phật giáo. Báo chí Hoa Kỳ xác nhận giáo hoàng John 23 bí mật hợp tác với Cộng sản để chuẩn bị cho một nước Việt Nam thống nhất dưới chế độ Marxist của Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 1 năm 1967, báo chí Thế giới loan tin về cuộc tiếp tân của giáo hoàng Phaolô thứ 6 tại Vatican long trọng chào đón Thủ tướng Liên Xô Borghini để củng cố sự hợp tác hoàn toàn diện với Liên Xô và các nước chư hầu của Cộng sản tại Đông Âu. Báo chí Thế giới cũng xác nhận Phaolô thứ 6 là cha đẻ Liên minh Vatican Moscow. Liên minh này đã phá tan chiến lược chống cộng của Hoa Kỳ ở cả hai lục địa Âu Châu và Á Châu.
Liên minh Công giáo với Cộng sản đã trở nên một yếu tố quan trọng cho cuộc thất trận của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phao lộ thứ 6 dư biết Vũ Ngọc Nhạ là gián điệp Cộng sản qua lại đời Tổng thống Công giáo đã góp phần quan trọng trong việc làm sụp đổ Việt Nam Cộng hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng y vẫn ban thưởng cho tên gián điệp Cộng sản này huy chương cao quý của Tòa Thánh là huy chương hòa bình, có in hình của Giáo hoàng. Vì thế Việt Nam Cộng hòa rất cay đắng, không bao giờ quên mối hận này đối với hai Giáo hoàng John 23 và Phaolô thứ 6. Giáo hoàng John Phaolô thứ 2 hiện nay đang lên tiếng kêu gọi nhân dân toàn thế giới tha tội cho các tội ác của Công giáo La Mã trong 16 thế kỷ qua, nhưng chưa đã động gì tới các tội ác của Công giáo đối với dân Việt Nam. Trong chiến tranh, các cha cố đã bồng rút viện trợ Mỹ che chở cho kẻ buôn lậu, đào binh, trốn quân dịch. Nhiều giáo xứ Công giáo là những khu an toàn lý tưởng của Việt Cộng là các tội phạm đủ loại. Công giáo Bùi Chu phát diệm do Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi lãnh đạo, chỉ tôn thờ thực dân Pháp trước cũng như sau năm 1954. Trước năm 1954, họ chống cộng điên cuồng, lợi dụng vũ khí của Pháp đi cướp phá các làng Phật giáo, chiếm chùa, làm nhà thờ, giết hại dân lành để cưỡng bức những người ngoại đạo phải trở lại đạo Công giáo. Chúng chống Cộng sản do lệnh của Giáo hoàng Pius thứ 12, một tên đồ tệ của Đức Quốc xã tại Roma. Sau năm 1954, họ trở cờ hòa hợp với Cộng sản. Các khu đồng giáo dân như Hồ Nai, Gia Kiệm là các trung tâm khai thác gỗ bất hợp pháp. Họ phá rừng lấy gỗ kiếm tiền để làm giàu và đóng thuế cho nuôi Việt Cộng. Hoàng Vinh, Lê Hữu Từ liên kết với bọn mafia Bảy Viễn chống Việt Nam Cộng hòa để làm lợi cho thực dân Pháp và Vatican của John 23 và Phaolô thứ 6. Ngày 12 tháng 11 năm 1974, tập đoàn Hoàng Quỳnh Vũ Ngọc Nhà và các nghị sĩ Công giáo trong liên minh Nguyễn Gia Hiến đã đến xã Trung Lập, Củ Chi gặp gỡ các đại diện của Mặt trận Giải phóng miền Nam và Cộng sản Bắc Việt để lập chính phủ ba thành phần thân trọng Cộng sản. Sách ông Cố Vấn tập 3 trang 32 trang 33. Tất cả các Việt gian trong thành phần thứ 3 gồm các cường hào ác bá của Bảo Hoàng trong chính quyền và dân quân Việt Nam Cộng hòa, cũng như các tu sĩ làm chính trị đã làm và thủ phạm chính yếu dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả chúng đều bỏ chạy sau 30 tháng 4 năm 1975 và hiện đang chiếm lãnh các tổ chức cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Họ liên tục chống phá tại hải ngoại dưới các hình thức chống cộng, giả vờ như đòi nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam. Chúng đang lớn tiếng hô hào tự do tôn giáo, thực chất là để biến tôn giáo thành nơi trú ẩn an toàn cho bọn Việt gian. Đủ loại ngõ hầu sau này chúng sẽ xuất phát từ các giáo hội trở ra chống phá chính quyền mới của Việt Nam. Một số ít tu sĩ Phật giáo cũng đi vào con đường hữu hóa với lối sống xa hoa và hưởng thụ chẳng khác gì các tu sĩ Công giáo. Với tổ chức giáo hội, Phật giáo Việt Nam có lẽ đang đi vào vết bánh xe đổ của Công giáo La Mã. Do tín ngưỡng là một hình thức của tự do tư tưởng, không có nghĩa là tự do thành lập giáo hội. Mọi người đều có thể có tín ngưỡng, niềm tin của riêng mình, nhưng không nhất thiết phải có giáo hội. Tín ngưỡng là niềm tin trong lòng. Còn giáo hội là một tổ chức có hệ thống tu sĩ, chỉ huy, chỉ có những đoàn thể được đoàn ngũ hóa để theo đuổi những mục tiêu nặng về thế tục hơn là tâm linh tôn giáo. Giáo hội là định chế chính trị, lũng đoạn quốc gia và chia rẽ dân tộc. Muốn bảo toàn sự thống nhất, quốc gia và hạnh phúc dân tộc, việc cần thiết là phải xóa bỏ mọi tổ chức giáo hội, không phân biệt là của tôn giáo nào. Sở dĩ Công giáo La Mã đã biến thành một tổ chức tội ác lớn nhất lịch sử loài người chính vì nó đã tiêu diệt các chi phái Kitô để thành lập một giáo hội duy nhất do đế quốc lãnh đạo. Trước thế kỷ thứ tư, Kitô giáo đã có nhiều chi phái chủ trương không thành lập giáo hội, không xây nhà thờ mà chỉ có phòng hội, không thờ ảnh tượng và không có giáo lý cứng nhắc.
giáo phái Mắc Coi Niêm gọi Giê-hô-va của đạo Do Thái là quỷ. Họ tin rằng Thiên Chúa thật phải là Thiên Chúa của tình thương. Giáo phái Gnosticism thịnh hành tại Ai Cập và Tiểu Á, phân biệt tinh thần và thiện, vật chất là ác. Thiên Chúa là tinh thần cao thượng, còn vật chất là sa tăng, biểu tượng còn lòng tham vật dục thấp hèn. Họ cho rằng con rắn cám dỗ Adam và Eva không phải là sa tăng mà là vị thần của sự khôn ngoan và tinh thần cao thượng. Con rắn có thật tâm muốn giúp tổ tiên loài người ăn trái cây hiểu biết để trở nên khôn ngoan, sáng suốt, ngõ hầu thoát khỏi sự thống trị độc đoán của Giê-hô-va. Con rắn không phải là quỷ mà là một đại ân nhân của loài người. Chỉ vì lòng sợ hãi yếu mà Adam và Eva đã không dám ăn trái cây để hiểu biết, nên đã không thoát ra được kiếp sống đau khổ triền miên do sự áp chế của ác thần Giê-hô-va. Giê-xu là thần Elohim, hiện thân của sự khôn ngoan, dạy loài người thoát khỏi trầm luân của thế giới vật chất. Giê-hô-va không khôn ngoan bằng Logos. Danh từ Hy Lạp Gnostic có nghĩa là sự hiểu biết, muốn ám chỉ Giê-xu là sự hiểu biết đích thực. Giáo phái thứ ba là giáo phái thịnh hành tại Pháp, do Etienne giám mục tại Lyon chủ trương năm 185. Etienne viết sách Again the Hittites để chống lại hai giáo phái Mắc Coi Niêm và Gnostic. Etienne chủ trương công nhận Giê-hô-va của đạo Do Thái là Chúa Cha, Giê-xu là Chúa Con duy nhất của Giê-hô-va. Ý niệm về Đức Chúa Thánh Thần rất mơ hồ. Etienne xác quyết Chúa Giê-xu thực hiện cuộc cứu thế bằng cái chết đau khổ và ba ngày sau sống lại hiển vinh. Cuốn sách Again the Hittites đã dọn đường cho sự hình thành bản tóm lược giáo lý gọi là đức tin của các tông đồ, được công đồng Nice do công tay tin triệu tập thông qua. Đó là sự xuất hiện của bài kinh đầu tiên đạo Công giáo La Mã gọi là Kinh Tin Kính. Công giáo La Mã là tôn giáo được cấu tạo bởi quyền lực của công tay tin. Dựa trên giáo lý của giám mục Pháp Etienne là và được hoàn chỉnh bởi Augustine như có trình bày ở đoạn trước. Tất cả mọi giáo phái Kitô khác đi ngược lại với giáo lý của Etienne và Augustine đều bị công tay tin và đế quốc La Mã tiêu diệt bằng bạo lực khủng bố. Có thể nói Công giáo La Mã là tôn giáo của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Cuộc chiến đấu của nhân loại ngày nay là cuộc chiến đấu của những người thiện lành chống lại các thế lực tội ác đã gieo rắc đau khổ cho con người từ xưa đến nay. Thế giới chỉ có thể xây dựng được một trật tự mới khi nào thế lực tội ác dẫn đầu là Công giáo La Mã phải bị tiêu tan hoàn toàn và triệt để. Lương tâm và lương tri của nhân loại nhất quyết không thể cho phép nó tồn tại lâu hơn để kéo dài thêm nữa những chuỗi ngày bi thảm của nhân loại. Mọi người Việt Nam chúng ta phải góp công sức cùng toàn thể những người thiện lành trên thế giới mau chóng đẩy con quỷ Công giáo La Mã xuống đáy địa ngục để chấm dứt hoàn toàn cái lịch sử tội ác gần 2.000 năm của nó. Cần từ bỏ ác thần Giê-hô-va và đám con cái của ác quỷ để giành lại vườn địa đàng của chúng ta là trái đất này. Chỉ có ác quỷ chứ không phải Thiên Chúa mới xua đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng mà thôi. Vatican trước đây đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng do cấu kết chặt chẽ với các chủ nghĩa quân chủ phong kiến, chủ nghĩa thực dân đế quốc, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đức quốc xã. Nó cấu kết với các bố già mafia Ý và bọn khủng bố quốc tế. Tất cả các thế lực tội ác đồng lõa với Vatican đã gần như bị dồn vào thế cô lập. Ngày tận thế của nó không bao xa. Xưa kia Giê-xu thường hăm dọa mọi người là ngày tận thế đã đến gần trong tầm tay. Nhưng 2.000 năm vang vẫn không có tận thế và sẽ chẳng bao giờ có. Cái mà Giê-xu không biết tới là cái gọi là giáo hội Công giáo La Mã đang bên bờ tận thế. Cái câu nói của Giê-xu đông đây đít at hand chỉ đúng cho cái hình trạng hiện nay của Công giáo La Mã mà thôi. Lịch sử tội ác của Công giáo La Mã chống loài người là một hồ sơ dày cộm đã kết thúc, phải kết thúc.
Các giáo hoàng tự xưng là đại diện của Chúa Cứu Thế, chính là một danh hiệu làm nhục Chúa Cứu Thế hơn bất cứ cái gì khác. Đại diện Chúa Kitô như giáo hoàng Innocent chỉ trong một buổi chiều giết 12.000 giáo dân tại Roma, vì những người này đã dám chống lại y. Giáo hoàng này vượt xa bất cứ một bào chúa nào trên thế giới về tội giết người. Y là kẻ đã phát minh ra tòa án dị giáo, gieo kinh hoàng tại Âu Châu liên tiếp trong 3 thế kỷ, từ 13 đến 16, và tiếp tục gây tội ác cho đến giữa thế kỷ 19 mới chấm dứt. Nỗi ám ảnh của dân Âu Mỹ về tòa án dị giáo được phản ảnh trong sách sử và trong cả những chuyện ghê rợn của Alan Edgar Sullivan, Freddy Tennyson. Muốn tìm hiểu về tội ác của giáo hoàng Innocent này, hãy đọc The Inquisition, Hammer of Heresy, 253 trang của Edward Buchman, một sản xuất năm 1992. Tội ác của Innocent kéo dài hơn 6 thế kỷ, 10 triệu sinh mạng hầu hết bị thiêu sống trên giàn hỏa. Tòa án dị giáo là hiện tượng có tầm quan trọng căn bản trong lịch sử Âu Châu. Đó là một định chế xuất hiện từ thế kỷ 13, nhưng ảnh hưởng của nó kéo dài đến ngày nay. Tuy nhiên, đề cập đến tên vô địch dâm tặc phải kể đến đấng đại diện Chúa Kitô là Rodrigo Bonja, tức Đức Thánh Cha Alexander thứ 6. Giáo hoàng Alexander thứ 6 cai trị Hội Thánh tháng 11 năm 1492 năm 1503. Lên ngôi giáo hoàng do ai? Không do ai bầu, mà do cậu ruột là giáo hoàng Calixtus thứ 3 truyền ngôi cho. Trước khi lên ngôi giáo hoàng thì y đã có vợ và 4 con đã lớn, và thêm một đứa con ngoan ngoài hung thú. Việc đầu tiên là giáo hoàng phong chức cho đứa con trai tên Cise 18 tuổi, và đứa con hoang chức vụ hồng y giáo chủ năm 1497. Alexander thứ 6 định đưa con thứ tên Doan lên ngôi báo lên ngôi giáo hoàng, thì bỗng nhiên Doan bị giết bằng nhiều nhát dao và bị che ném xác xuống sông Tiber. Người ta vớt xác Doan đem về cho giáo hoàng coi. Giáo hoàng xúc động quá đến phát điên. Giáo hoàng y cho rằng giới quý tộc của ở Roma đã hãm hại con trai yêu quý của y, do đó y bèn khởi động một cuộc khủng bố đẫm máu chống giới quý tộc La Mã. Tuy là một bạo chúa, nhưng Alexander lại là một kẻ yêu chuộng nghệ thuật. Y đã để lại cho một kho tàng nghệ thuật là đền thánh Phêrô, với các bức họa và tượng điêu khắc của hai vô địch kỳ tài là Michelangelo và Leonardo Vinci. Chỉ vì muốn tạo cảm hứng cho Leonardo Vinci có thể mô tả sự đau khổ một cách linh động, y có sáng kiến đem các nạn nhân của tòa án dị giáo ra tra tấn trước mặt nhà nghệ sĩ tài danh này. Alexander thứ 6 có con gái rất xinh đẹp tên là Luxigi. Mặc dù Luxigi đã được gả chồng, nhưng hai anh của nàng đều yêu nàng nên đã sát hại chồng nàng. Luxigi trở về sống lại tòa thánh với cha ruột và hai anh mình. Luxigi làm tình với cả cha và hai anh mình. Chỉ vì quá ghen, Sisa đã giết em là John, chứ chẳng phải là ai khác trong giới quý tộc La Mã. Mấy cha con của giáo hoàng Alexander thứ 6 thích ngồi xem những người khác làm tình tập thể. Do đó, Vatican thường xuyên diễn ra các cuộc dạ tiệc hết sức sang trọng, tốn kém. Mỗi buổi dạ tiệc thường được triệu tập 50 gái điếm tuyển lựa tại Roma để vũ thoát y. Ngay tại phòng hội của tòa thánh, các tu sĩ, nhân viên tòa thánh sau đó làm tình tập thể tại chỗ. Giáo hoàng cho người đi hứng các tinh dịch của đàn ông làm tình để phát thưởng. Ai có khả năng làm tình nhiều lần và xuất tinh nhiều lần đều được giáo hoàng và con gái phát thưởng. Sau đó Luxigi sinh một đứa con trai, không biết là con ai. Tuy nhiên, lúc đứa trẻ được 6 tháng tuổi, giáo hoàng Alexander đã công khai cho Luxigi
bế đứa nhỏ 6 tháng tuổi bên cạnh y khi được các buổi tiếp tân công cộng. Từ đó dân La Mã truyền tụng nhau một câu thơ: Giáo hoàng Alexander là cha, là chồng, là cha chồng và là cha của cô dâu xinh đẹp Lucilla. Alexander không chỉ loạn luân với con gái của y mà còn loạn luân với hai cô em ruột. Một trong những vợ bé của giáo hoàng này là Vonaja Del Cantanel, đó là con gái riêng của George. George sinh cho giáo hoàng tới 5 đứa con. Babylon Mastery Regigon Barber 89. Với quá nhiều oán thù, ngày 18 tháng 8 năm 1503, Alexander bị đầu độc chết bằng chất bột trắng. Cái chuyện tội ác và tật châm ô vô đạo của các giáo hoàng La Mã thì thật vô tận, xin quý vị giả tự tìm hiểu. Xin quý vị độc giả tự tìm hiểu lấy tài liệu để đọc thêm. Ở đây tôi chỉ muốn bày tỏ một nỗi đau buồn là đồng bào Công giáo Việt Nam hoàn toàn bị đám tu sĩ bưng bít, nên họ cứ tưởng giáo hoàng là các bậc thánh sống để họ tôn thờ. Gia đình Công giáo nào cũng thường có hình giáo hoàng được gia chủ đóng khung, kiến và treo ở nơi trang trọng gần như ảnh thờ. Các sách kinh nguyện Việt Nam có rất nhiều bài kinh cầu cho giáo hoàng. Giáo hoàng được giáo dân tôn kính và cầu nguyện cho nhiều lần gấp bội số lần cầu nguyện cho những người thân nhất của mình tại Roma. Thỉnh thoảng cũng có các đám rước giáo hoàng ngồi trên kiệu do nhiều người khiêng. Năm 1951, chính kẻ viết bài này cũng đi dự một đám rước kiệu tấm hình lớn của đồ tể Pio thứ 12 tại Bùi Chu. Thật là một điều mỉa mai đau xót, tôi khó có thể diễn tả hết bằng lời. Cả thế giới ngày nay người ta biết nhiều về bộ mặt xấu xa, tội lỗi đáng ghê tởm, cùng cực của cái gọi là tòa thánh và những kẻ được tôn xưng làm đại diện của Chúa Kitô. Nhưng tôi vô cùng ngao ngán và phải nói rằng tuyệt đại số đồng đạo của tôi không biết tí gì về các điều đó. Mặc dầu tôi đã kể chuyện một số giáo hoàng tội lỗi tiêu biểu ở những đoạn trên, nhưng tôi tin rằng những chuyện đó chưa đủ để làm thay đổi cái não trạng đen tối của những người đồng đạo. Đây là lý do khiến tôi phải cố gắng viết thêm nữa về Vatican và giáo hoàng. Những điều tôi kể sau đây cũng chỉ là một số rất ít trong cả một rừng tài liệu hiện có trong các thư viện. Các tài liệu hết sức phong phú lên án Vatican và giáo hội Công giáo sẽ không có tác dụng gì nếu không có người đem nó ra trình bày bằng Việt ngữ để giáo dân Việt Nam có phương tiện tìm hiểu. Chính sự hiểu biết của các giáo dân đã làm cho các tu sĩ lầm hành và khuyến khích họ tìm mọi cách ngăn cản của giáo dân tìm hiểu sự thật về giáo hội. Chính sách ngu dân luôn luôn là một phương tiện hữu hiệu nhất của kẻ thống trị sử dụng để bảo vệ thế quyền cũng như thần quyền của họ. Giáo dân có mê tín mới đem tiền đến nhà thờ xin lễ hoặc dân cúng, các cha cố mới có nhiều tiền để xây nhà thờ to đẹp hầu phô trương uy thế của mình. Giáo dân càng ngu dốt bao nhiêu, càng khúm núm ngoan ngoãn cha cố bấy nhiêu. Giáo dân khúm núm quỳ lì với cha cố bao nhiêu, càng làm cho họ lên mặt bấy nhiêu. Nếu để cho cha cố tiếp tục lộng hành lũng đoạn cả khối giáo dân, chúng có thể sẽ tạo thêm nhiều ngôi đình diệm cai trị đất nước. Với cương vị là tổng thống đứng đầu của một quốc gia, nhưng ngôi đình diệm vẫn lấy tư cách là giáo dân trung thành với Vatican để cúi đầu khom lưng hôn nhận hôn tay các hồng y đại diện tòa thánh. Cử chỉ đó của ngôi đình diệm đã nói lên tinh thần nô lệ của Công giáo Việt Nam và đã làm nhục quốc thể không ít. Sự ngu dốt là nguyên nhân đầu của những mọi hành vi sai trái. Tất cả những hành vi sai trái nói lên của tập thể giáo dân đều xuất phát từ sự tối tâm không biết gì về cả thánh kinh, giáo hội và tu sĩ. Thánh kinh là sản phẩm bịa đặt tạo ra một tôn giáo hội gian dối. Giáo hội gian dối tạo ra một hệ thống tu sĩ lưu manh. Sự ngu dốt nền tảng của tất cả những thứ đó. Hệ thống tu sĩ Công giáo thế giới là hệ thống tu sĩ thiếu lương thiện. Đứng đầu là giáo hoàng. Chức vị giáo hoàng chẳng phải do Chúa trao mà do thường, do cướp đoạt bằng thủ đoạn. Mọi thủ đoạn hối lộ, mua chuộc
vận động, chính trị và rất nhiều trường hợp là do mưu sát lẫn nhau. Chỉ trong vòng 12 năm 891 đến 903, có 10 giáo hoàng liên tục giết lẫn nhau để đoạt ngôi giáo hoàng. Chức vị giáo hoàng là mục tiêu quyền lực mà kẻ lãnh đạo cao cấp trong giáo hội luôn luôn nhắm tới để tranh đoạt. Chẳng cần nói đâu xa, đương kim giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị lên ngôi giáo hoàng năm 1978 là do y đã can dự vào việc mưu sát giáo hoàng tiền nhiệm là Gian Paolo đệ nhất bằng chất độc vào đêm 5 tháng 9 năm 1978. Việc sản xuất chất độc giết người là nghề của Gian Paolo đệ nhị. Trong thời đệ nhị thế chiến, Gian Paolo đệ nhị lúc đó đã là thanh niên Ba Lan mang tên Karol Wojtyla, giữ chức vụ Saleman cho công ty Đức Faben G. Macon, chuyên sản xuất độc khí thủy ngân, cung cấp cho Đức Quốc xã dùng để chế tạo hơi ngạt khiến 6 triệu Do Thái trong các trại tập trung. Việc sử dụng chất độc được gọi là Lentolo, được một thứ bột trắng chết người, là một truyền thống lâu đời của triều đình Vatican. Có lẽ khởi đầu từ thế kỷ thứ 2, sử sách giáo hội La Mã ghi nhận con gái giáo hoàng Alexander thứ 6 là Luxigi là một chuyên viên sử dụng chất độc giết hại nhiều người. Chính giáo hoàng Alexander thứ 6 cũng chết vì bị đầu độc năm 1503. Sách The Pope Encyclopedia liệt kê danh sách nhiều giáo hoàng bị mưu sát bằng chất độc bột trắng. Giáo hoàng duy nhất tại Vatican có gốc Đức Quốc là Utrecht bị mưu sát bằng chất độc năm 1073. Từ đó người Ý giành độc quyền làm giáo hoàng cho đến ngày Gian Paolo đệ nhị lên ngôi năm 1978. Không phải là người gốc Ý, các giáo hoàng sau đây đều đã bị người kế nhiệm đầu độc để cướp ngôi Pio thứ 8 năm 1830, Leo thứ 13 năm 1903, Pio thứ 10 năm 1914 và Pio thứ 11 năm 1939. Sách Babylon, Mastery, Rigillon liệt kê các vụ giáo hoàng kế nhiệm trả thù giáo hoàng tiền nhiệm. Điển hình là vụ giáo hoàng Stephen thứ 6 năm 896-897 trả thù giáo hoàng tiền nhiệm là Formosus năm 891-896. Sau khi giáo hoàng Formosus chết được 8 tháng, giáo hoàng Stephen thứ 6 vẫn ra lệnh quật mồ lấy bộ xương của giáo hoàng này đặt lên ghế giáo hoàng. Stephen thứ 6 đứng phía trước bộ xương tra hỏi và chửi rủa. Stephen thứ 6 kết án bộ xương của Formosus rồi truyền vứt bộ xương ra ngoài đường phố. Cuối cùng được vứt xuống sông Tiber, Stephen thứ 6 kết tội Formosus rối đạo và sai lầm. Giáo hoàng Honorius thứ nhất sau khi chết cũng bị tòa thánh họp hội nghị đem hồ sơ ra xét xử năm 680. Giáo hoàng Honorius bị kết án là sai lầm và rối đạo. Vậy mà giáo dân Việt Nam vẫn đọc kinh Đức Chúa Trời đã đặt Đức Giáo hoàng là quyền rất trọng, là cai trị của các giáo hữu đời này. Cho nên khi Đức Giáo hoàng truyền sự nào chung cho các giáo hữu cùng phán vậy phải tin, cùng điều nọ chẳng nên tin, điều tin thì Đức Chúa Trời hằng soi sáng cùng giữ gìn Đức Giáo hoàng, cho nên chẳng có lẽ nào sai lầm được. Toàn kinh nguyện Bùi Chu trang 326. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn đăng ký kênh để có được những clip mới. Xin thành thật riêng quý vị và các bạn.